Trong những ngày qua, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn An Khương, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, có rất đông người dân đến tiêm ngừa. Họ là cư dân của huyện Hóc Môn, quận 12, quận Tân Bình và nhiều địa phương khác như tỉnh Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bến Tre. Tại điểm tiêm, ông Mai Luân Cường, 32 tuổi, vừa tiêm xong mũi 1 vaccine Verocell và ngồi chờ người thân đang trong phòng tiêm ngừa. Ông Cường chia sẻ, khi được mời đến điểm tiêm vaccine, ông có nhận thông báo sẽ tiêm vaccine Verocell. Ông và nhiều người khác đồng ý tiêm vì muốn tiêm nhanh để có kháng thể tốt cho sức khỏe. Ngồi chờ theo dõi sau khi tiêm, ông Lê Văn Đèo, 57 tuổi, cho biết, ông được tổ dân phố tư vấn về việc tiêm vaccine Verocell nên đã an tâm hơn và đến tiêm ngừa. Tương tự, chị Nguyễn Hoàng Phương Anh, 25 tuổi, thị trấn Hóc Môn cho biết, mình tự lên mạng tìm hiểu. Có nguồn nói vaccine Verocell có chỉ số thấp hơn so với một số vaccine khác, nhưng cho rằng được tiêm ngừa vẫn tốt hơn so với không tiêm, nên chị Phương Anh đã không do dự mà đến tiêm. Ông Nguyễn Lê Trọng Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hóc Môn cho biết, địa phương đã hoàn thành công tác tiêm vaccine cho người dân sinh sống ở thị trấn. Trong đó, thị trấn triển khai tiêm vaccine Verocell và nhận được đồng thuận của người dân đến tiêm. Trước đó, ngày 13 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, trước khi tiêm ngừa, địa phương phải có thông tin về loại vaccine để người dân quyết định. Theo đồng chí, để vượt qua giai đoạn khó khăn này thì chìa khóa quan trọng nhất chính là vaccine. Hiện trung bình mỗi ngày thành phố tiêm 250.000 liều, với tốc độ tiêm hiện nay, dự kiến đến cuối tháng 8 thành phố sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng.